Derby Italia giữa Inter Milan và Juventus trong trận tranh Siêu Cúp Ý mở ra cơ hội giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2022 cho cả hai đội. Inter Milan vẫn đang cho thấy sự vượt trội ở đấu trường quốc nội. Dù thi đấu ít hơn một vòng nhưng đội bóng của huấn luyện viên Inzaghi vẫn đang dẫn đầu Serie A với 49 điểm sau 20 vòng đấu. Chiến thắng sát nút trước Lazio ở lượt đấu gần nhất là sự chuẩn bị không thể tốt hơn với nhà đương kim vô địch Serie A trước khi bước vào trận tranh Siêu Cúp đối đầu với Juventus. Phía bên kia, lão bà đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ đầy khó khăn. Sự ra đi của Ronaldo để lại lỗ hổng lớn nơi hàng công của đội bóng thành Turin. Mùa giải năm nay ở đấu trường quốc nội, Juventus chỉ có thể cạnh tranh một vị trí trong top 4 để tham dự cúp châu Âu mùa sau, khi đội bóng của huấn luyện viên Allegri đã mất hoàn toàn khả năng đua vô địch. Trong trận siêu cúp Italia, Juventus phải đối đầu với Inter Milan trên sân Giuseppe Meazza sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn, nhưng chắc chắn danh hiệu đầu tiên trong năm mới sẽ là sự khích lệ tinh thần vô cùng lớn cho lão bà trước khi bước vào giai đoạn lượt về của Serie A. Huấn luyện viên Inzaghi đang có trong tay những cầu thủ trụ cột hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu. Đội hình chính không bị quá nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh và chấn thương là một trong những yếu tố giúp Inter duy trì được phong độ xuất sắc ở đấu trường quốc nội. Trong khi đó, Juventus sẽ thiếu đi sự phục vụ của hàng loạt trụ cột nơi tuyến phòng ngự là Alessandro, Bonucci và Danilo vì các chấn thương khác nhau. Khả năng ra sân của Ramsey cũng đang bỏ ngỏ, nhưng huấn luyện viên Allegri vẫn còn những nhân tố trên hàng công có thể định đoạt trận đấu như Dybala hay Morata trong năm trận đối đầu gần đây, Juventus đang nhỉnh hơn với hai chiến thắng, hai hòa và một thua trước Inter Milan. Phong độ của chủ nhà là tương đối ấn tượng với mạch 4 trận thắng liên tiếp. Phía bên kia, Juventus cũng đang có mạch phong độ ổn định với mạch 5 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng. Lần đụng độ đầu tiên của hai đội ở mùa giải năm nay cũng chính là tại sân Giuseppe Meazza trong khuôn khổ vòng 9 Serie A, khi mà Juventus đã phải rất vất vả để có thể có được một trận hòa trước Inter Milan bằng bàn thắng trên chấm 11m ở những phút cuối cùng. Chuyến làm khách tới đây chắc chắn sẽ khó khăn hơn với đội bóng của huấn luyện viên Allegri, đặc biệt là sau những gì hai đội đã thể hiện xuyên suốt nửa đầu mùa giải. Người chơi có thể đặt niềm tin vào cửa trên khi Inter đang nắm giữ nhiều lợi thế trước cuộc đối đầu này. 5 lần đối đầu giữa Inter và Juventus trong năm 2021 có tới 12 bàn thắng được ghi và chỉ duy nhất một trận kết thúc với tỷ số không đều hàng công của chủ nhà với sự góp mặt của Edin Dzeko đã khỏa lấp hoàn toàn vị trí của Lukaku để lại. Juventus với chân sút Dybala cũng đang có phong độ cao, người chơi hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một trận đấu cởi mở, tài sẽ là lựa chọn ở kèo này. Dự đoán của thể thao văn hóa, Inter Milan sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1.